Xin chào mọi người, thì hôm nay bên Tiền vừa về một em 7 chỗ rất là mới, rất là hot luôn. Thì trước mặt Tiền đây là chiếc xe màu nâu ha. Đây là chiếc Mitsubishi Xpander. Chiếc này là chiếc số tự động nè. Xe này thì được sản xuất năm 2019, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo ha mọi người ha. Và đặc biệt là cái xe này còn rất là mới luôn. Xe này chỉ mới đi được 9.700 km. Với một chiếc xe 2019 như thế này mà mới đi được có 9.700 km hả mọi người, thì chứng tỏ là xe này đi rất là ít luôn á. Chỉ nếu mà bảo dưỡng thì chắc bảo dưỡng tầm khoảng 2 lần hả. Còn rất là mới luôn. Xe này bên Tiền đang bán với giá là 605 triệu còn thương lượng nha mọi người. Rồi thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền đi một vòng sơ để nhìn về chiếc xe này, xe nó mới như thế nào nha. Đó, rồi mọi người đi một vòng ha. Nước sơn nó còn rất là mới luôn á. Rồi, bây giờ mình vào chi tiết xe nha mọi người nha. Rồi, thì mọi người nhìn cái phần đầu nè, phần đầu xe của nó nè, những cái cụm đèn của nó hả, nhìn nó rất là hầm hố, nhìn nó rất là mạnh mẽ luôn á mọi người. Đó, nhìn nó rất là ngầu luôn á. Rồi, mâm của nó thì là mâm 16 nha mọi người nha. Cái lốp này mọi người nhìn cái độ hao mòn của nó nè, còn mới tầm khoảng ở 99-98% luôn á mọi người. Rồi để coi cái năm của cái vỏ xe này ha. Tháng 10 của 2019. Rồi, lớp này là lớp zin theo xe luôn nha mọi người nha. Rồi, cái gương chiếu hậu này thì được tích hợp xi nhan báo rẽ ha mọi người. Rồi, ở phần tay nắm cửa này thì mình được ốp dán cửa luôn, thì để cho ví dụ như là tay mình khi mà nắm vào vậy nè, thì có bạn nhẫn như em hay gì đó thì nó sẽ không có bị tày xe ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra keo chỉ ở bất kỳ một cái cửa nào ha. Cửa này mình kiểm tra keo chỉ của cái cửa này đi. Rồi, tại vì xe này nó còn mới lắm cho nên là không cần phải kiểm tra những cái keo chỉ của mấy cái phần cửa còn lại đâu. Mới đi có 9.700 km thôi à, cho nên là mình sẽ kiểm tra bất kỳ một cánh cửa. Rồi mình kiểm tra ốc cửa nha mọi người. Rồi còn nguyên zin hết nha. Rồi ở đây thì mình được trang bị nẹp bước nè mọi người, nẹp bước trong và nẹp bước ngoài luôn. Rồi ở những cái phần những chi tiết này thì nó được ốp gỗ nè mọi người, nhìn nó rất là sang luôn á. Đó, rồi mình ra phía sau ha. Ở chỗ này thì mình còn trang bị thêm cái bệ bước đó nè mọi người. Rồi cửa này thì thôi mình khỏi kiểm tra keo chỉ ha, xe mới quá rồi không cần kiểm tra keo chỉ đâu. Rồi phía sau này thì mình được trang bị camera lùi nha mọi người nha. Đó, và bốn cảm biến lùi luôn, 1, 2, 3, 4. Rồi mình kiểm tra cốp nha. Rồi mình vào mình kiểm tra cốp ha, coi dưới đây nó coi gì đây. Rồi ở dưới đây thì nó có những cái hộc đựng đồ ha mọi người, thì mình muốn đựng dù nè, dù mình để đây cũng được, hoặc là áo mưa, giày dép gì đó mình muốn đựng gì cũng được ha mọi người ha. Rồi mình ra phía trước nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nội thất nha mọi người. Rồi thì xe này á thì mình đã được trang bị là ghế da màu cam rồi, với cái tông màu hả rất là sang luôn á mọi người. Rồi sàn mình cũng đã được lót sàn rồi mọi người ha. Rồi phía sau đây là ghế phía sau nè mọi người.
rất là rộng rãi thoáng mát ha. Rồi rồi mình lên phía trước nha. Rồi mọi người nhìn đồng hồ xe nha. Đây xe này thì hôm bữa giờ hả chạy tới chạy lui trong sân thì giờ nó lên là 10.401 km cho mọi người, trên lệch rất là ít ha. Rồi thì ở phía bên này thì nó được trang bị cho mình màn hình cảm ứng nha mọi người nha, màn hình cảm ứng. Rồi mình kiểm tra sơ dưới đây ha. Đó còn đây là hộc đựng đồ nha mọi người, đó mình muốn đựng gì cũng được. Đó rồi bây giờ đèn sẽ tắt máy và mình kiểm tra khoang động cơ phía trước cho mọi người nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra phần động cơ nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra phần ốc trước ha. Đây còn nguyên zin nha mọi người nha. Rồi mình kiểm tra đây đó. Rồi mình đi một vòng keo chỉ luôn nha. Đó còn rất là nguyên. Động cơ này là động cơ 1.5 số tự động nha mọi người. Động cơ 1.5 số tự động 4 cấp ha. Đó. Rồi xuống tới phần ốc máy ha. Đây. Đây còn nguyên zin, còn sơn luôn nha mọi người. Đó. Nói chung là xe này rất là mới lắm luôn á mọi người. Rồi để em đẩy lại nha. Rồi thì nhắc lại thông tin xe một lần nữa ha mọi người, thì đây là chiếc Mitsubishi nè, Xpander số tự động ha. Xe này thì được sản xuất năm 2019, nhập khẩu từ Indo. Cái này thì bên Tiền đang bán với giá là 605 triệu có thương lượng nha mọi người. Nếu mà đặc biệt là cái xe này chỉ mới đi được có 9.700 km thôi, còn rất là mới, rất là ít luôn á. Thì nếu mà mọi người thích chiếc xe này á thì hãy đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hoặc là liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Rồi bây giờ cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem hết cái video của Tiền ha. Bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.